Các bạn thân mến, mới đây thì theo thông báo của VinFast, giá xe Lux 2.0 sẽ có thay đổi so với thời điểm trước đó. Và kể từ ngày 1 tháng 10 thì VinFast Lux A 2.0 và SA 2.0 sẽ tăng giá bán thêm 50 triệu đồng cho mỗi phiên bản, dao động từ 1 tỷ 040 triệu đồng đến 1 tỷ 749 tỷ đồng. Có lẽ vì thế mà từ vỉa hè cho đến các văn phòng, từ các trang mạng xã hội cho đến những trang báo mạng, nhiều người lại kết luận luôn một câu xanh dần rằng VinFast đang bán xe với giá quá chát. Đây có phải là mức giá trên trời so với một mẫu xe được sản xuất tại Việt Nam hay không? Có thể cho rằng từ trước đến nay, hàng Việt Nam mình cũng có khá nhiều phốt nên chuyện không tin tưởng thì cũng có lý. Ví dụ như TV của Asanzo hay là khăn Trung Quốc của Khải Siêu. Và chỉ sau có một hôm mà ở khắp các diễn đàn và từ rất nhiều anh em bạn bè đều hỏi bí quyết thành công nghĩ thế nào về giá xe của VinFast. Điều đó đã chứng tỏ giá xe của VinFast đang rất hot đối với tất cả mọi người. Không hot sao được khi đây là thương hiệu ô tô đúng nghĩa đầu tiên của Việt Nam, lại còn là thương hiệu của người giàu nhất Việt Nam nữa chứ. Vậy nên các bạn đừng vội so sánh VinFast với Vinatsuki, so sánh như thế sẽ vô cùng khập khiễng. Và còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem liệu giá xe VinFast mới công bố vào đầu tháng 10 này có thực sự là chát hay là đắt không nhé. Thật ra thì bí quyết thành công cũng không có ý định làm video này, nhưng đã có quá nhiều anh em bạn bè hỏi tôi như đã nói ở trên. Và một phần cũng mong muốn góp một tiếng nói cho thương hiệu xe VinFast của người Việt Nam không đi sai đường. Vậy nên, bí quyết thành công đã quyết định làm video này để chia sẻ về giá xe của VinFast. Hiện nay, rất nhiều người tiêu dùng cho rằng hàng Việt rất khó yêu bởi giá không rẻ hơn hàng ngoại mà chất lượng lại chưa được khẳng định rõ ràng. Thay vì mua hàng Việt Nam, nhiều người tiêu dùng trong nước sẵn sàng chi gấp đôi, thậm chí là gấp 3 để sở hữu hàng hóa nhập ngoại có cùng chủng loại, từ hàng điện tử, thực phẩm đến những món đồ gia dụng hàng ngày. Khi tâm lý xính ngoại của người Việt và nền sản xuất của Việt Nam vẫn chưa thay đổi, thì hàng Việt khó có thể tìm được chỗ đứng tại thị trường trong nước. Các cuộc phát động người Việt dùng hàng Việt đã được phát động nhiều năm nay, thế nhưng hàng Việt vẫn chưa thể lấn át được hàng ngoại, mặc dù nhiều mặt hàng cũng có tiếng tăm. Một phần có lẽ là do trong quá khứ đã có không ít lần người Việt Nam mình đã làm mất niềm tin vào hàng Việt Nam. Ví dụ như vụ lừa đảo khăn lụa của Khải Siêu khi bị khách hàng tố là bán khăn Trung Quốc nhưng lại gắn mác thương hiệu Khải Siêu. Hay là sản phẩm gia dụng của Asanzo bị cho là hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt. Cụ thể là với các minh chứng về việc Asanzo nhập nguyên con đồ gia dụng từ Trung Quốc thông qua nhiều công ty nhập khẩu, dán nhãn Asanzo thay vì lắp ráp linh kiện và ghi xuất xứ Việt Nam. Kết quả là những doanh nghiệp này đang phải đối mặt với khủng hoảng do khách hàng đã quay lưng với họ. Và những doanh nghiệp làm mất niềm tin của khách hàng sẽ rất khó khăn để có thể lấy lại uy tín và thương hiệu mà họ đã mất rất nhiều công sức để gây dựng. Đây cũng là lý do ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý người mua hàng, khiến cho nhiều người Việt Nam vẫn đặt ra dấu hỏi lớn cho hãng xe VinFast của tập đoàn Vingroup. Cách đây đúng 4 tháng, VinFast đã thông báo hoãn việc điều chỉnh giá các dòng xe VinFast Lux và Fadin về mức giá 30 như ban đầu để tri ân khách hàng. 30 cộng ưu đãi là chính sách đặc biệt được VinFast áp dụng cho các dòng ô tô và xe máy điện. Trong đó, 30 là không chi phí khấu hao đầu tư, không chi phí tài chính và không lợi nhuận. Cộng thêm phần ưu đãi đặc biệt dành cho các sản phẩm lần đầu ra mắt. Theo thông báo của VinFast gửi đến các đại lý và showroom phân phối xe của hãng từ ngày 1 tháng 10 năm 2019, thì chiếc xe đăng VinFast Lux A2.0 sẽ có giá như sau. VinFast Lux A2.0 phiên bản tiêu chuẩn 1 tỷ 040 triệu đồng. VinFast Lux A2.0 phiên bản nâng cao 1,128 tỷ đồng. VinFast Lux A2.0 phiên bản cao cấp với da Nappa đen 1,278 tỷ đồng. VinFast 2.0 phiên bản cao cấp với da Nappa nâu B có giá 1,289 tỷ đồng. Chiếc xe SUV VinFast Lux SA2.0. VinFast Lux SA2.0 phiên bản tiêu chuẩn 1,464 tỷ đồng. VinFast Lux SA2.0 phiên bản nâng cao 1,549 tỷ đồng. VinFast Lux SA2.0 phiên bản cao cấp với da Nappa đen
1,738 tỷ đồng. VinFast Lux SA 2.0 phiên bản cao cấp với da Napa nâu D 1,749 tỷ đồng. Trên đây chính là bảng giá xe của VinFast Lux A 2.0 và SA 2.0 kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2019. Vào cuối tháng 8, VinFast công bố kéo dài chính sách ưu đãi 990 triệu và 1,415 tỷ đồng với hai mẫu Lux A 2.0 và Lux SA 2.0. Theo kế hoạch ban đầu, giá hai mẫu xe đăng và SUV này sẽ được điều chỉnh thành xấp xỉ 1,6 tỷ và 2 tỷ đồng kể từ ngày 1 tháng 9. Vậy có nghĩa là giá xe đã điều chỉnh không còn cao như dự kiến ban đầu rồi đúng không nào? Ngoài ra thì một số thông tin khác cũng liên quan tới hai mẫu Lux và đang được bàn tán xôn xao là để nâng cao tính chuyên nghiệp thì khách hàng sẽ không chọn trang bị tùy chọn option nhỏ lẻ nữa mà xe sẽ được chia thành 3 bản, gồm bản tiêu chuẩn, nâng cao và đặc biệt với các mức giá cố định. Cách thay đổi phiên bản cũng tương tự Fadin, tuy nhiên mẫu xe nhỏ bị bỏ đi phiên bản cao cấp mà chỉ có bản nâng cao. Việc VinFast thay đổi chính sách bán xe đang tạo ra những luồng tranh luận trái chiều trên các diễn đàn và mạng xã hội. Những người mua sau thì ủng hộ bởi vẫn được hưởng ưu đãi. Trong khi đó, những người đã đặt xe thì cho rằng điều đó là không công bằng khi họ đã cọc phải từ rất lâu rồi mà vẫn phải mua bằng giá so với người đến sau. Để bàn về giá ô tô nói riêng và giá hàng hóa nói chung thì rất phức tạp, nhiều yếu tố phải cân nhắc. Quan trọng nhất là yếu tố cung cầu và yếu tố cạnh tranh. Kế đến là chi phí để làm ra sản phẩm và mục tiêu của nhà sản xuất. Phân tích kỹ các yếu tố này thì xin phép để dịp khác. Còn tạm thời thì mình sẽ phân tích về vấn đề hệ quy chiếu. Để nhận xét giá đắt hay rẻ thì phải xem hệ quy chiếu là gì, so sánh với cái gì để nói là rẻ hay đắt. Nếu lấy hệ quy chiếu là xe BMW 5 Series F10 và X5 F15 thì có thể tạm coi là rẻ. Nhưng để có giá rẻ như vậy là nhờ nguyên tắc 3-0 của ông Phạm Nhật Vượng. Như bí quyết thành công đã chia sẻ ở trên, 3-0 của VinFast đó là không lợi nhuận, không khấu hao và không chi phí đầu tư. Chứ không nhờ cái này thì giá xe VinFast sẽ cao hơn mức công bố vào ngày 1 tháng 10 vừa rồi. Còn xét theo hệ quy chiếu cạnh với xe phổ thông trên thị trường và mục tiêu của VF thì sao? Nhà máy VF và hệ thống phân phối được đầu tư theo mức công suất thời gian ban đầu là 250.000 xe mỗi năm. Có nghĩa là VF sẽ phải bán ra thị trường số lượng xe tương đương như vậy. Còn nếu không bán được, sẽ là chưa đạt được mục tiêu. Giả sử, xe VinFast xuất xưởng 40% để bán ở Việt Nam, 60% để xuất khẩu, thì VinFast phải bán được ở thị trường Việt Nam ít nhất là 100.000 xe mỗi năm. Năm 2017, Toyota là thương hiệu xe được bán nhiều nhất ở Việt Nam so với con số kỷ lục là 59.355 xe. Mà thương hiệu Toyota thần thánh như thế nào ở Việt Nam thì chắc những ai đang sở hữu xe ô tô ở Việt Nam đã đều quá rõ rồi. Vậy với mức giá không rẻ hơn Toyota thì VinFast có thể bán được số xe cần gấp đôi Toyota hay không? Tôi e là khó. Giá thấp hơn Toyota, để một thương hiệu xe không tên không tuổi bán được bằng số Toyota đã là khó rồi, chứ đừng nói là chính sách giá như hiện nay không phải thấp hơn và muốn bán được nhiều hơn. Xét về chi tiết phân khúc sản phẩm, VinFast Fadin giá 370 triệu tính cả 10% VAT chỉ cho bản tiêu chuẩn, cao hơn nhiều so với các xe đang bán chạy nhất tại phân khúc đó là Toyota Wigo. Liệu Fadin có bán được nhiều hơn Wigo? Tương tự như vậy, VinFast Sedan Lux A 2.0 cũng không rẻ hơn Toyota Camry ở thời điểm hiện tại. Chưa kể là qua 2019, khi VinFast Sedan chỉ kịp đến tay khách hàng thì đã xuất hiện Camry thế hệ mới ở Việt Nam rồi. Mà Camry thế hệ mới được giới chuyên môn ở nước ngoài đánh giá rất cao và chắc chắn sẽ là tốt hơn nhiều Camry hiện tại. Còn VinFast Sedan ngon thế nào thì vẫn là dấu hỏi. Số phận VinFast SUV Lux SA 2.0 có bán được nhiều hơn Toyota Fortuner hay không cũng là một dấu hỏi to đùng khác. Mà trước khi so được với Fortuner về số lượng thì VinFast SUV còn phải đọ với Hyundai Santa Fe thế hệ mới chuẩn bị ra mắt. Tương tự Camry, Santa Fe cũng được đánh giá rất tốt ở Mỹ và châu Âu. Và vào ngày 20 tháng 3 vừa qua thì hãng xe VinFast, công ty thành viên của tập đoàn Vingroup cho biết sẽ vận chuyển 155 xe VinFast bằng đường hàng không ra nước ngoài để kiểm thử chất lượng.
Đây là những mẫu xe được VinFast thiết kế mới và sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam. Quá trình kiểm thử sẽ kéo dài liên tục từ nay đến tháng 8 năm 2019. Đảm bảo mọi sản phẩm của VinFast đều đạt tiêu chuẩn cao của châu Âu và thế giới trước khi chính thức bán ra thị trường. Và theo VinFast thì với số lượng xe lớn mang đi thử nghiệm như vậy, thay vì kiểm tra lần lượt từng xe, thì trung tâm thử nghiệm tại các nước sẽ thực hiện các bài test luân phiên trên cùng lúc nhiều xe. Cách làm đồng loạt trên đảm bảo các xe VinFast trải qua hơn 100 bài test một cách kỹ càng trong thời gian ngắn nhất. Hệ thống các bài test áp dụng cho VinFast cũng là hệ thống kiểm thử của hãng xe lớn nhất thế giới và những thiết bị kiểm tra, đánh giá đạt tiêu chuẩn cao nhất trên toàn cầu. Các bạn ạ, vượt qua được những bài kiểm tra khắt khe trên, ô tô VinFast sẽ đạt ngay chứng nhận an toàn 5 sao ASEAN NCAP. Đồng thời, đáp ứng được những tiêu chuẩn cao cấp của châu Âu, trung tâm kiểm định của Manka Steel ở tại Graz, Áo và nhà máy của Bosch tại Úc là những nơi VinFast tiến hành thử nghiệm nhiều sản phẩm nhất. Tại Việt Nam, hàng loạt bài test tập trung vào các tính năng cho người dùng nhằm đảm bảo sản phẩm VinFast đáp ứng tốt nhất các nhu cầu và thị hiếu khách hàng, cũng như điều kiện khí hậu và giao thông trong nước. Trước đó thì VinFast đã liên tục gửi các cấu phần quan trọng của xe như động cơ, khung gầm, thân vỏ tới các trung tâm thử nghiệm nước ngoài để thực hiện các bài kiểm tra chi tiết. Cũng như đã có nhiều xe chạy thử và kiểm định trong các điều kiện khí hậu ngặt nghèo ở khắp nơi trên thế giới. Sau khi quá trình thử nghiệm kết thúc, VinFast sẽ tiến hành sản xuất hàng loạt phiên bản thương mại của các mẫu xe Lux và Fadil để cung cấp ra thị trường. Ông Kevin Visser, kỹ sư trưởng dòng xe Lux của VinFast cho biết, sau khi hoàn thiện sản xuất thử lô xe đầu tiên, chúng tôi đã bắt đầu mang xe và các bộ phận quan trọng trên xe tới những nơi có thiết bị kiểm tra tốt nhất trên thế giới mà tất cả các thương hiệu lớn nhất đều đang dùng để kiểm tra. Chất lượng xe là điều chúng tôi quan tâm nhất. Bởi thế, chúng tôi rất khắt khe và kỹ lưỡng trong quá trình thử nghiệm sản xuất để đảm bảo đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của người dùng Việt Nam. Với những thông tin ở trên, chúng ta có thể hiểu kết luận như sau. 1. Xe VinFast hoàn toàn đảm bảo tiêu chuẩn của xe quốc tế. 2. Dây chuyền sản xuất xe ô tô chuyên nghiệp không kém gì so với thế giới cả. Và 3. Chế độ hậu mãi, khuyến mãi hấp dẫn và nhiều ưu đãi. Cụ thể thì vào ngày 27 tháng 9, VinFast công bố chương trình ưu đãi nhằm tri ân khách hàng sau một năm giới thiệu mẫu xe đầu tiên. Chương trình dành cho tất cả khách hàng đã mua xe Lux SA 2.0 và Lux A 2.0 và Fadil từ ngày mở bán 20 tháng 11 năm 2018 cho tới trước ngày 6 tháng 10 năm 2019. Theo đó, tất cả khách đã đặt xe, bao gồm khách nhận đã bàn giao hoặc khách đã chốt xong trong một trong ba biến thể của VinFast Lux SA 2.0 và Lux A 2.0 cùng với xe VinFast Fadil trước ngày 6 tháng 10 năm 2019 sẽ nhận được ưu đãi độc quyền từ Vinpearl, Vinhome và Vincom, như là gói nghỉ dưỡng thượng hạng 3 ngày 2 đêm tại Vinpearl cùng các dịch vụ spa thư giãn. Tất cả các khách hàng sở hữu xe VinFast, bao gồm cả xe ô tô và xe máy điện, sẽ được miễn phí gửi xe tại các trung tâm thương mại Vincom vào khu đô thị Vinhome trên toàn quốc. Trong đó, cư dân Vinhome được miễn phí gửi xe hàng tháng với điều kiện phù hợp được đưa ra. Những khách hàng khác sẽ được miễn phí gửi xe VinFast tại hệ thống Vincom hoặc Vinhome trong thời gian tối đa là 6 tiếng và không gửi qua đêm. Chương trình tri ân sẽ kéo dài 3 năm kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2019 đến hết tháng 12 năm 2022. 4. Xe được trang bị nhiều nội thất cũng như nhiều tính năng hiện đại. Cụ thể, với dòng xe VinFast Fadil là mẫu xe đô thị cỡ nhỏ, trang bị động cơ 1,4 lít, công suất 98 mã lực, mô men xoắn cực đại 128, đi kèm hộp số vô cấp CVT. Xe được trang bị các tính năng an toàn như 6 túi khí, trong khi các dòng xe cùng phân khúc chỉ có từ 1 đến 2 túi khí. Hệ thống cân bằng điện tử, chống bó cứng phanh, hệ thống kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, phân bổ lực phanh điện tử. VinFast Lux A 2.0 là mẫu xe sedan 5 chỗ, động cơ i4, DOHC 2.0 lít, công suất tối đa là 174 mã lực. Có sự khác biệt nhỏ ở mô men xoắn cực đại 300 ở bản tiêu chuẩn và 228 mã lực. VinFast Lux SA 2.0 là mẫu xe SUV 7 chỗ, động cơ 228 mã lực. Đồng thời, cả hai mẫu xe đều đi kèm hộp số ZF tự động 8 cấp.
hay dẫn động cầu sau hoặc hai cầu đối với mẫu lắc SA2.0. Hệ thống treo trước, sau độc lập mang lại cảm giác trải nghiệm lái đỉnh cao, nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người sử dụng. Dòng Lux 2.0 của VinFast được trang bị 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh, phân bổ lực phanh điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, chống trượt, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, chống lật. VinFast Lux SA 2.0 sở hữu kích thước khá đồ sộ với độ đo dài nhân rộng nhân cao, lần lượt là 4.940 nhân với 1.960 nhân 1.773 mm, chiều dài trục cơ sở là 2.933 mm, khoảng sáng gần 192 mm. Mâm xe thiết kế ấn tượng với kích thước 19 inch phiên bản tiêu chuẩn và 20 inch trên bản cao cấp. Hệ thống đèn chiếu xa, gần và định vị sử dụng công nghệ LED, đèn sương mù tích hợp chức năng chiếu góc và chờ dẫn đường. Logo VinFast hình chữ V nổi bật ở chính giữa lưới tản nhiệt phía sau. Cụm đèn hậu thiết kế dạng 3D và đèn phanh đều sử dụng công nghệ LED. Về nội thất của xe, cả phiên bản tiêu chuẩn và cao cấp đều được trang bị màn hình cảm ứng kích thước 10,4 inch kết nối điện thoại thông minh, điều khiển bằng giọng nói. Chiếc xe đăng này cũng tích hợp bản đồ và chức năng dẫn đường trên bản cao cấp. Hệ thống âm thanh 8 loa trên bản tiêu chuẩn, 13 loa có âm ly phiên bản cao cấp. Hệ thống điều hòa hai vùng độc lập, tự động, lọc không khí bằng ion. Xe có cấu hình 5+2 tương tự như BMW X5. Vào các ngày 26 và 29 tháng 9 vừa qua, thì VinFast cũng đã tổ chức lái thử hai mẫu xe này dành cho khách hàng quan tâm tại Hà Nội. Dự định sắp tới, hãng cũng sẽ tổ chức tại trường đua Đại Nam, Bình Dương vào đầu tháng 10. Vậy nên với những thông tin ở trên thì bí quyết thành công sẽ không kết luận giá xe VinFast là đắt hay rẻ. Thế nhưng tôi khẳng định giá xe VinFast là phù hợp với chất lượng, ưu đãi, độ an toàn, thiết kế đẹp mắt sang trọng mà hãng sẽ mang lại cho khách hàng. Nhưng đây sẽ là không phù hợp với mục tiêu sản xuất mà VinFast đặt ra là 250.000 xe một năm mà thôi. Chúng ta hãy cùng nhau chờ xem những người sở hữu những chiếc xe đầu tiên của VinFast đánh giá về trải nghiệm thực tế của chiếc xe Lux SA 2.0 và Lux A 2.0 như thế nào để đánh giá chất lượng xe nhé.